Chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng online koreashop24h.com. Thưa các bạn, ở những video trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về sản phẩm nấm linh chi, công dụng của nấm linh chi cũng như là thành phần của nấm linh chi. Video này tôi xin chia sẻ với các bạn về công dụng của nấm linh chi trong việc hỗ trợ chữa bệnh đái tháo đường. Thưa các bạn, theo khoa học y khoa trên thế giới đã làm khảo sát thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ở Việt Nam là gần như cao nhất thế giới. Vậy bệnh đái tháo đường là gì? Đó là những cái rối loạn chuyển hóa hormone insulin trong tuyến tụy. Nó làm cho lượng đường trong máu luôn luôn cao và nó sẽ gây mệt mỏi, thị lực giảm sút, nhiều những cái bệnh lý khác, ví dụ như là những cái vết thương nó sẽ lâu lành rồi dễ viêm nhiễm và dần già để nặng hơn thì sẽ gây đến suy thận, suy tim và có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Theo như Tây y thì họ dùng phương pháp là tiêm insulin vào cơ thể để hạn chế cái lượng đường trong máu, để cân bằng cái lượng đường trong máu. Nhưng tác dụng phụ của insulin sẽ làm gây cho chúng ta bị giòn xốp xương và cái tuyến tụy sẽ rất khó phục hồi. Vì vậy mà chúng ta sẽ dùng những cái biện pháp nào để có thể phục hồi được cái chức năng của tuyến tụy và cân bằng được cái lượng đường. Ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn đó chính là nấm linh chi. Vì sao? Bởi nấm linh chi theo như các nhà khoa học Nhật cũng đã làm những cái bài trắc nghiệm, những cái bài khảo sát và đã có những cái chứng minh cụ thể là những người bị bệnh tiểu đường dùng nấm linh chi đã có hiệu quả như thế nào. Bởi vì trong nấm linh chi có cái chất polysaccharides, đó là một cái chất nó giống như là insulin, nó làm cân bằng đường huyết, nó phục hồi được tuyến tụy và nó đào thải cái lượng đường thừa trong cơ thể ra ngoài và nó nâng cao thể trạng của con người. Đối với các bệnh nhân mà dùng nấm linh chi thì các bạn sẽ thấy là sau một cái quá trình mà dùng nấm linh chi thì các bạn sẽ thấy là lượng đường được cân bằng và dần dần các bạn có thể đẩy lùi được cái bệnh đái tháo đường. Chúng tôi có những cái bảng so sánh giữa những bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường đã dùng nấm linh chi và những bệnh nhân đái tháo đường mà không sử dụng nấm linh chi, thì các bạn sẽ thấy là có những cái sự khác biệt rất rõ rệt. Và qua đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái tác dụng của nấm linh chi, bởi vì cái chất polysaccharides nó là thuộc hàng dạng beta, nó giống như là một cái chất insulin trong tự nhiên. Khi mà chúng ta uống thì chúng ta được bổ sung insulin một cách tự nhiên nhất và nó giúp cho cân bằng đường huyết một cách hiệu quả nhất. Vâng, thưa các bạn, trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn về nấm linh chi và việc hỗ trợ chữa bệnh đái tháo đường. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm nấm linh chi cũng như là các sản phẩm khác, mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com hoặc gọi điện đến số điện thoại 0979 149 256 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn.